câu ao, có ốc câu là tốt rồi. Câu ao nó dễ ăn mà nhỉ. Cái chai này tanh này. Vào đây lắm ấy. Chai chai. Đập nhiều nhiều chai chai một tí. Cá thì nó vào nó hốc luôn. Ốc mà. Rồi, xả cho mọi người nha. Thì lúc này đây chúng ta xả cho nó bền ổn. Chỉ chờ cá vào là lụm thôi nha mọi người nha. Thank you.
Lấy điện thoại gọi người lên trợ giúp ra. Đấy. Mọi người lên trợ giúp ra. Rồi. Mình gọi điện thoại ra. Vần con này như tử luôn. Tại cái tội lúc nãy nó hành mình. Nó hành mình. Ôi dồi ôi luôn. Khỏe ơi là khỏe. Khỏe. Tưng 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 tưng. Tà lòng. Tà lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 10 phút rồi.
mà nó vẫn còn hơi tổ khỏe. Ui, mắc rồi, mắc cái con treo. Chết rồi, chết rồi. Con nhóc bên này này, chứ không nhóc làm sao được. Lên hàng nha mọi người nha. Rồi, đồng đội vừa đến trợ giúp. Con ủi, con này không biết bao nhiêu cân nhỉ? Vai chuồng, con này phải 12 cân. Nó lôi em đi đâu? Đây nhá, đây là chân dung bạn của ba đại ca nhá. Đây là cửa sắt nhá. Đây là cùng đồng bọn ăn trộm với mình nhá. Đây là anh Nguyên nhá. Ê, chưa về, làm gì mất, làm luôn. Làm gì á? Đi đâu chưa về đâu. Chưa về á? Anh gọi chưa? Gọi rồi, mà đứng khám. Này, này, đưa bố vợ đi khám. Thế thịt đây, lẩu ơi. Chẹn luôn. Chẹn luôn. Lều đây đây. Ờ, vào, vào lều ăn đi. Để về đi chờ mua đồ nhá. Ok, ok. Không, chọc bỏ đi. Chọc bỏ đi. Chém. Chém nó. Ui, to chưa. Ta ra đây là cho mày quay quay quay. Quay cho mọi người xem luôn nè. Vãi cả đạn. To kinh khủng luôn. Này, đóng phát mép này. Con này gỡ kiểu gì? Gỡ kiểu gì thì là bừa, bừa ra. To kinh khủng luôn. Nó lại làm việc với họ. Ui. Hay. Thu dọn chị đơn giản đi. Mà lẩu không. Lẩu 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 mưa mưa rồi. Mưa đi quá hợp lý. Mau về mình ăn lẩu hợp lý này. Quá hợp lý. Ui mỏi tím tay em à. Đưa về nhà, đưa về. Ra tay tu, tôi gỡ được cái nơi. Gỡ lưỡi chắc đi. Cái này là dãy nha nhầm nha. Thế đẹp nha. Không một vết xước. Không một vết xước đến xì luôn. Con này tầm 10 cân. Không đến 12 đâu. Đây là rủ đi ăn trộm là không thấy ai mà được cá phát ù đồng luôn. Gọi ai kiểu thế. Lúc kia gại bảo đi ăn trộm cá vào đây cá không lên. Còn... thế có thanh quả bắt đầu chạy xuống. Chả thế là mưa gió lại ai lên. Có thanh quả chưa ra không ngon được. Cháu có tôi không lấy chứ. Chưa ta... đều chứ. Có tôi cũng chịu nhé. Anh em người ta còn bao nhiêu việc ở nhà. Rảnh đâu mà đi ăn trộm nhưng mà đệ được. Để quay video. Nhưng mà để lâu mùi cao. Up lên không có mà đại cá biết đấy. Nhưng mà mình ăn nó thì còn chả có lấy bằng chứng nữa hết. Bằng chứng đâu. Bảo cá mua ở ngoài về thả chứ. Đi đi về thì đấy. Đi đi đi. Đi đi. Ôi, đợi em với, dọn đồ ơi. Đến đi dọn đi, anh về mổ cá. Ok, về mổ đi trong em thu đồ nhá. Ồ, dã man luôn. Đi. Đổ vứt đây, đổ vứt đây, không phải thu. Đổ vứt đây á? Ừ. Không, anh đến về anh thấy cần đây, anh đập bỏ đấy. Bật cả cần đấy, đi về hết. Đúng rồi, mang về hết. Đi, mang về. Vừa tha nó xuống đến nhà rồi nhá. Rồi. Con này to, dài lắm rồi ạ. Đẹp xì à. Chắc không có mưa đâu. Ăn lẩu ngon lắm nhỉ. Con này à, tí nữa mình anh em mình chê. Cắt khúc ra cho mọi người. Nấu lẩu nha mọi người nhá. Ăn hết cả con không hết cả con luôn. Hả? Ủa con ơi. Con lửa con mai kia mình nấu nướng. Vậy nhiều bà đại ca còn sợ anh về. Anh em mình về chén đi. Biết đấy ở đâu? Không biết được. Biết anh em mình cũng ăn xong rồi. Không làm gì được rồi. Đấy là to nha. Đấy. Hôm nay mưa gió nên câu trộm cá bà đại ca.
bây giờ cái tội đi không để tiền ở nhà nữa ăn. Đúng rồi, vì bỏ cho nên cháu mới ở nhà chả chả để đi nào lại để nó ăn trưa này. À, thôi quay thêm một chút. Đang gọi rồi, đang gọi bố à, gọi đại ca xuống rồi mọi người ạ. Chờ đâu cho ông cũng chưa rồi. Đấy là không chửi nữa. Đang gọi đại ca không chấm chửi. Gọi đại chỉ gọi đồng phạm. Đúng rồi, phải có cái đồng phạm gọi là công trên đấy. Tuổi gì luôn. Sao dám chửi? Đúng rồi, con cá này không có tuổi gì. Cầm cái đầu vào trong mặt. Có thể lôi mình xuống hồ luôn rồi mẹ. Cầm cái đầu xuống đúng vậy. Đấy. Yeah.
thủ luôn. Ngon lắm cái này. Này. Trời. Ôi tỉnh luôn. Anh sắp hay chưa? Gần 20 cân. Đấy mà lại cá không biết rồi ạ. Nó đi nó tăng rồi.